Hello, xin chào anh em YouTube nha. Thì mới vừa rồi thì có một bạn khách đặt hàng thì rất là vui tính và trò chuyện rất là cởi mở, cho nên là mình muốn làm một cái video mình chia sẻ lại với anh em xem chơi cho vui. Thì bạn này đặt hàng rất là vui tính nha anh em. Thì mình tư vấn bạn này là từ hồi lúc 3 giờ chiều mà cho tới 4 giờ, hơn 4 giờ rưỡi luôn, là mình tư vấn liên tục là hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì cuối cùng bạn mới đặt là một hũ insulin, một hũ vitamin, hũ ZMA, ZMB với lại D3K2. Còn cái này với cái này thì mình tặng tặng cái bình lít 2 với lại cặp bao tai này đó. Thì công sức mình tư vấn hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì cuối cùng bạn đã đặt hàng và cái công sức của mình đã được đền đáp. Nói chung là cũng cũng vui anh em. Nói chung là anh em mà tư vấn, hỏi mình tư vấn này kia thì mình trả lời anh em đồ này nọ. Thì nếu mà anh em mà sau đó mà anh em mà có chốt hàng đặt hàng của mình thì mình rất là cảm thấy nói chung là được an ủi. Còn nếu mà anh em mà mình mà tư vấn mà anh em không có chốt hàng thì nói chung là của mình thì cũng không tiếc nuối gì, nhưng mà nói chung là mình cũng hơi buồn chút xíu thôi. Tại vì buồn là vì mình tư vấn không có đạt yêu cầu, cho nên là chắc chắn là anh em mới không có mua hàng của mình, thì mình hơi buồn chút xíu. Nhưng mà nói chung là có bạn mà có nhiều anh em á, thì mình tư vấn là anh em những bạn mà đã đặt hàng lâu rồi thì chỉ cần nhắn 1-2 tin nhắn hàng còn hay không á thì ok, còn hàng thì mình gửi, vậy thôi. Mình tư vấn rất là ít. Có những anh em mới á, thì mình phải chịu khó tư vấn nhiều chút xíu, tại vì trước giờ anh em chưa có mua hàng ở mình là chưa có biết mình bán hàng như thế nào. Hoặc là có nhiều anh em muốn mình tư vấn những cái mặt hàng mới á, thì nói chung là mình cũng chịu khó mình tư vấn, nhưng mà nói chung là anh em mà đặt hàng thì mình rất là vui đó, vậy thôi. Nhưng mà mình không có uổng công sức của mình, sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì bạn đã đặt rồi 1, 2, 3, 4 món nha. 4 món, hai cái này thì mình tặng, cái này thì mình tặng tặng cho bạn nó cặp bao tai màu đỏ đen, bạn nó thích màu này, với lại cái bình lắc màu trắng. Cái bình này nó có cái quai nha nè đó. Thì cái combo này anh em, là cái hũ quay này mình chỉ để cho bạn này là giá là 1,5 triệu thôi. Đáng lý của nó là 1,680,000, 1,7 triệu á. Giá niêm yết công ty là 1,7 triệu nha. Nhưng mà mình chỉ lấy bạn 1,5 triệu thôi. Đó, nói chung là phi ship nha anh em, cái đống này là mình phi ship cho anh em. Thì bạn này bạn này là ở ngoài miền nào mình quên rồi. Tại vì mới nhắn tin nhưng mà mình không có nhớ cái địa chỉ, thì mình một tí nữa mình đóng hàng mình mới 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 bỏ vào trong thùng rồi mình mới xem cái địa chỉ và mới gửi được. Tại bây giờ mình quên, mình không nhớ. Thì mình chỉ làm một cái video ngắn mình chia sẻ với anh em xem chơi cho vui. Tại vì mấy ngày hôm qua thì mình không có làm cái video gì mình chia sẻ với anh em thì cũng hơi buồn. Thì hôm nay làm một cái video ngắn để chia sẻ anh em xem chơi cho vui nha. Thì bạn nào mà cần những cái mặt hàng gì về thực phẩm bổ sung á thì mình có để cái số Zalo bên trên màn hình. Anh em muốn đặt hàng thì anh em một là kết bạn với mình, hai là anh em nhắn tin trực tiếp luôn nha, khỏi kết bạn. Hoặc là cái đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video, anh em vào trong đó rồi anh em muốn tham khảo hay là muốn mình tư vấn gì cũng được hết nha. Thì mình sẽ cố gắng tư vấn anh em. Nếu mà anh em mà không đặt hàng á thì cũng không sao, còn nếu mà anh em có đặt hàng á thì mình cũng cảm ơn rất là nhiều nha. Tôi xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.